Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, ngành thanh tra thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế nhất định, trong đó vẫn còn xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra. Một số kế hoạch phòng chống tham nhũng triển khai còn chậm. Công tác kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ ngành địa phương còn chưa đầy đủ, giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo còn chậm. Đối với ngành thanh tra tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm thực hiện 148 cuộc thanh tra và đã ban hành kết luận 114 cuộc, tiếp hơn 1.300 công dân, số lượng đơn thư tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành thanh tra tỉnh triển khai thực hiện luật thanh tra có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các cơ quan thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị qua thanh tra có hiệu lực pháp luật. Thanh tra triển khai thực hiện nghị định số 55 năm 2022 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh, thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời những vụ việc phức tạp kéo dài và có giải pháp tham mưu đề xuất xử lý theo quy định.